Ô, bạn vừa từ nhận kim cương. Ô, gì ấy? Alice cầm thương này lại còn thêm cả hiệu ứng của cái luôn. Ôi trời, nhiều hiệu ứng thế. Đây cầm thương của Lữ Bố ấy, mọi người nhá. Cầm thương là của Lữ Bố, chiêu của Lữ Bố này. Nhưng mà nó lạ lắm. Có thêm mình thấy có cả hiệu ứng của cây lua và có cả hiệu ứng của vệ thần. Ôi nó nhiều hiệu ứng cực kỳ, có cả hiệu ứng của Lữ Bố. Mưa một thì tặng nhiều à, nhiều hiệu ứng dã man luôn. Mà làm này không bị bay nhở, không bị bay màu nhở. Để bên Liên Vân người ta cho bay màu luôn, người ta quét cho bay màu luôn. Cần bố luôn. Alice là hết dễ thương các bạn ạ. Ây da. Mai tương tư mình em thôi. Trời ơi, đổi núi. There's my heart, there's my world. Các bạn có tin chết người mà các bạn hư không trở lời. My name is lost. Vâng, khớp nha. Khớp chuyển dạng giữa Laurel và Nagroth. Đứng về này, đây là tính của vị thần này, Nagroth này. Rớt ra Laurel này. Đứng về Laurel là tính của vị thần này. Thế nào? Mình thấy ít bạn làm được quả đẩy cho hai hai lần liên tiếp nhỉ? Cướp Sida, đẳng cấp cướp Sida. Đam nóng to các bạn ạ. Đây là bật mic là chơi leo danh cùng tổng độ rồi. Đẩy này. Ây, tẩy ra đây. Một loạt lag luôn. Lag chứ còn gì nữa, máy khỏe cho nữa, đấu luyện cho nữa cũng bị lag luôn các bạn ạ. Không đỡ được cái đàn này. Tụi nó mạnh quá. Đàn lính tụi nó mạnh quá. Mạnh ai người đấy lo. Chờ chưa cho quả chung cuối nha để xem đẹp không. Sao ôn gì rồi. Ok dọn lấy. Ơi giỏi ra đây. Quá nhiều lính trung cấp. Giờ hết nước rồi, bây giờ phải sử dụng chiêu không là hồi liên tục ấy. Không có thời gian hồi chiêu mới dẹp được đàn lính này. Với cả bất tử luôn. Em nhìn là sát tiêu chuẩn nhìn đã mắt nhỉ. Đẹp. Chỉ cần quăng cổ kỳ và nhìn đẹp ta biết luôn. Dìa trước này. Quăng kỳ đẹp. Rất phù hợp luôn. Con rồng hất tung thì không dám vào. Nó hất tung xong thì dám vào luôn. Đẹp tiếp này. Cái chiêu cuối tại sao nó bút đến thế. Cũng như là ông ấy tích quá nhiều phi tiêu lên người rồi. Ném chiêu 1 đối phương với nguyên một cái chuỗi rồi. Đấy. Quăng vào nổ luôn sát thương sát chuẩn. Cân đôi đeo xuống. Ui, không cân được.
Liliana biến đây. Ui, xuất sắc 10 điểm. Đây là có những cái buổi offline các bạn ạ. Kiểu cosplay, chị em cosplay. À, lip gõ. Trông nhỏ nhắn này thôi gõ. Đồng gian. Bắt luôn được cặp gì. Ủa khiếp nhỏ. Gắt thật tí. Chạy đâu thằng bà lo. Chạy đâu. Chạy đâu. Chiêu cuối này, chiêu cuối này có này. Đấy. Bố liên tục nha, có nghĩa chiêu cuối rất lâu để có thể mất được. Butterfly. Xem và cảm nhận các bạn ạ. Xem và cảm nhận là cái pha này edit hơi bị đỉnh. Đấy, edit rất đỉnh luôn. Đây là kết hợp giữa Butterfly với Mizan. Quy à, lâu lắm rồi mới thấy cái phần lên Quy. Ui trời ơi, không dám nhìn các bạn ạ, mình không dám nhìn luôn. Khi mình không dám nhìn cái gì cả ấy. Xong chưa? Sớm sắc. Quy nhở. Lâm 2 kiếm. Đặt tên Lâm 2 kiếm là Ellen 2 kiếm này rồi. Best Ellen. Cần cả chung chung nên chung bắn cũng luôn. Cảm giác nó chém kẻ cả room. Ui sử một ulti. Rất là nhiều người ngại nhé, kiểu như là Ellen nó bật ulti lên rồi các bạn còn chạy vào team mình để cho nó nổ phát thì cả team mất máu luôn. Thế nên nó bật ulti né 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 xa ra nha. Ồ, map này đẹp chứ nhờ, cái map này map như đời nào nhờ. Và nhạc kỷ niệm mãi. Quy lè, xiên, xiên, xiên. Bắt bóng, bắt bóng Murat. Murat giữ bóng này, Murat này, Murat này, Murat này, mày này. Eo bắt chủ lực là dễ thế. Bên kia không lên mắt thì sao ấy. Alright. Một phiên một chiêu một như thôi các bạn. Chiêu hai chiêu một kết hợp thôi là có mạng ngồi. Đang quá to. Các bạn hãy đứng. Lý bí Tèo nát. Dùng chiêu của Eo Su.
Ê ơi, lúc Cổng Chu Hai đẹp nhờ. Cái lúc Cổng Chu Hai ấy, tôi kiếm về này. Mà đặt cái ứng trạng nó nhìn hiệu ứng lạ đấy nhở. Ôi, khiếp, Lily ơi. Ô, Lily lâu rồi. Trời ơi, trời ơi. Ôi, gái chơi đi coi. Shimmer. Ôi, ôi, Quy Đình. Ai? Xem mà cảm nhận pha lo thôi, mình không có gì để nhận biết các bạn. Xem mình cảm nhận thôi chứ còn không có gì nhận xét cả. Cần hết này, ơi vẫn chết à? Đẳng cấp thật ý. Lại là Quy rồi. Biến hình. Che mặt. Uầy, che mặt này nhìn cái gì bây giờ nhờ. Mình là mình toàn nhìn mặt thôi, bây giờ mình chả có gì để mình nhìn các bạn ạ. Các bạn có giống mình không? Ok, và bây giờ là sẽ là highlight của Nagrod. Đây là trang phục Free Transceiver. Cái gì đấy? Một quẹt mà cái thằng teo nát chết luôn. Kiểu sốc đam nhìn máu trắng các bạn ạ. Đam ảo thật ý. Vồn can này. Ui, ui, không xuống ngựa à? Không kịp xuống ngựa. Violet này. Lên liềm, có liềm rồi nha, có liềm rồi nha, có liềm. Bán liềm, lên gì nữa? Bố. Ồ. Ôi, bố chiêu lại của Volcat và xong lên ngựa Volcat lại còn chiêu cuối Bizan. Quá nhiều chiêu thức kết hợp ở đây. Quá nhiều chiêu kết hợp các bạn ạ. Ngoại hình lưng bố, chiêu cuối bi gian, sử dụng kỹ năng lưng bố. Cây thương to vãi, dài vãi. Chiêu cuối này là của Volcat nha mọi người nha, chém nha. Mà như đây trận đấu sau này có thể đấu được như này nhỉ? Bất tử đấy, đang bất tử đấy. Lau đi nhau. Mặt trời. Cái mặt trời. Ê, dùng cái cảnh hợp lý thế. Đang quá chuẩn luôn, nét nẹp nẹp luôn. Gần như là Lavin này. Ôi, nổ được tài, tái trưởng. Ê, búa trong góc hẹp này, thích phải. Dùng chiêu auto súng. Ok,
các bạn xem clip nhớ dành cho mình xin đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, nhớ đăng ký kênh và cho mình nhấn like và chuông thông báo nữa. Đó, cái này là kênh mới, nói là mới theo hình thức là không cũ đâu các bạn, nhưng còn cái này là cũng lâu rồi, làm cũng lâu rồi, bao lâu thì ít, cũng gọi là kênh mới nhưng mà làm thì cũng lâu rồi, cũng gọi là cũ, vừa mới vừa cũ. Và nhớ ấn đăng ký kênh nha.